Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự lựa chọn tiếp theo dành cho anh Sĩ Luân. Anh sẽ chọn ai trong số 3 vị khách mời còn lại? Ngày hôm nay thì Sĩ Luân lại muốn chọn một người anh trong nghề, một ngôi sao ca nhạc với giọng hát hết sức trong trẻo, ca vút, ngôi sao quốc đại là tiến lên sân khấu. Đó là sự quyết định của anh Sĩ Luân. Anh đã chọn nghệ sĩ Quốc Đại. Không biết anh Quốc Đại sẽ chọn vị trí nào trong 3 vị trí còn lại. Và anh sẽ có 10 giây để đưa ra quyết định của mình. Xin mời. Số 7 3. Xin mời anh bấm nút. Anh Quốc Đại đã chọn cặp vòng số 1. Chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân, Ngày Vui Qua Màu, với phần thể hiện của nghệ sĩ Quốc Đại cùng với người chơi ở căn phòng số 1. Cuộc tình anh dành cho em, đam mê đắm say kiếp kiếp. Em ơi, tìm đâu xa nữa. Em ơi, cuộc đời không đẹp như mơ, đau thương dối gian từng giờ, yêu đương cũng như là mây bay qua. Mơ trên núi xa muôn xa, em ơi mùa xuân đang có trong tay. Một mùa xuân thật nan vui, yêu đương chắc cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu vào. Rời xa giông bão vui như tháng năm không xa, và câu hát say mê đầy chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu. Coi ngày vui là đây. Rời xa giông bão vui như tháng năm không già, và câu hát say mê đời chợt cao vút. Cuộc đời như là chim bao, cơn vui thoáng qua đã mất. Em ơi mùa xuân đâu có bao nhiêu. Hãy coi ngày vui là đây.
xin em hãy coi ngày vui là đây. Hay quá. Bây giờ sẽ là thời gian bình chọn của tất cả quý vị khán giả tại trường quay dành cho tiết mục song ca này. 10 giây bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc và số điểm này chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật. Bây giờ thì hãy cùng Khanh gặp gỡ và trò chuyện nhiều hơn với chàng trai vừa song ca với anh Quốc Đại. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Minh Nguyên xin chào tất cả quý vị khán giả và chào bốn vị khách mời và chào anh Khanh. Em tên Minh Nguyên, em cũng là ca sĩ tự do. Dạ, quê em thì ở Đồng Nai ạ. Xin chào Mạnh Nguyên. Bài hát vừa rồi thật sự giọng hát của hai người rất là hợp nhau luôn. Đây là một trong những bài hát gọi là bài hát mẫu của giọng nhạc trường tin Việt Nam. Và Mạnh Nguyên phải cảm ơn anh Quốc Đại là bởi vì thế này. Cái phần solo của anh Đại hát rất là nội lực. Và đến khi Mạnh Nguyên cất tiếng hát thì giọng ấy là một cái giọng bay bổng, nhẹ nhàng. Và Quốc Đại rất là thông minh, đã hát nhẹ lại. Tức là Quốc Đại không còn hát 100% công lực nữa. Và những nốt cao, những cái chỗ mà chồng lên cao, luyện lại cao thì Quốc Đại không còn hát bằng nội lực thẳng nữa, mà em pha qua giọ, dạ thanh để nương theo cái tiếng hát. Thành ra là hai anh em rất là hòa quyện luôn. Nên là một lần nữa anh mừng rằng là anh rất là yêu Quốc Đại và cảm ơn em. Yeah. Cảm ơn anh. Cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Và Khanh hy vọng rằng số điểm mà quý vị khán giả dành cho bạn sẽ thật là cao, giúp bạn có thể đến được với màn song đấu cuối cùng. Dạ, cảm ơn mọi người. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với song ca giấu mặt. Bây giờ chỉ còn duy nhất anh Long Nhật. Chúng tôi rất tôn trọng quyết định của anh Long Nhật. Không biết anh sẽ chọn căn phòng số mấy ạ? Trong số các căn phòng còn lại. Xin mời. Chứ không lẽ bây giờ con số 7 không chọn số 8? Tại vì con có một phòng mà. Em sẽ chọn con một phòng. Vậy thì đó còn chọn gì nữa? Sự lựa chọn cuối cùng của anh. Dạ. Là Bá Chim Bảy Nỗi. Và ca khúc anh Long Nhật sẽ song ca với người chơi ở vị trí căn phòng số 7, đó chính là ca khúc Hương Thầm. Xin mời anh Long Nhật. Nào ai đã một lần dám nói hương bưởi thơm cho lòng bối rối, cô bé như chùm hoa lặng lẽ nhờ hương thơm nói hộ tình yêu. Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi. Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi. Bên ấy có người.
chẳng nói điều chi mà hương thầm theo mãi bước người đi, hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi, hai người chia tay sao chẳng nói điều gì mà hương thầm theo mãi bước người đi, sao chẳng nói điều gì mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Và bây giờ sẽ là thời gian dành cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với anh Long Nhật. 10 giây dành cho quý vị. Bắt đầu. Giây đã trôi qua và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số mà quý vị đã bình chọn dành cho tiếng hát của cô gái xinh đẹp này. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm quen với cô gái ấy nhé. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép em Lê Thu Hiền xin được gửi lời chào đến tất cả các anh chị nghệ sĩ khách mời. Em xin chào anh Bạch Công Khanh. Em xin chào tất cả các khán giả đang có mặt trong trường quay và các khán giả đang theo dõi chương trình Song Ca Giấu Mặt ạ. Sự kết hợp của bạn cùng với anh Long Nhật rất ăn ý. Và chúng tôi xem cứ ngỡ như là hai người đã tập trước với nhau. Nhất là những cái màn mà đổi chỗ cho nhau. Rồi nhất là anh Long Nhật còn tính vuốt má của bạn nữa. Trong bài hát là hai anh em Long Nhật muốn ôm Thu Hiền lắm rồi tại vì Long Nhật là một người sống rất là tình cảm. Nhưng mà trong cái câu chuyện này là hai người này họ chưa nói được với nhau câu nào. Đây là lần đầu tiên anh gặp em. Và khi em cất tiền hạt lên, anh nói, ôi chà, cái số 7 mừng mấy mặn rồi. Phần đầu, anh hạt cái tông của anh và chuyện tông của cho em rất là vừa vặn. Và Thu Hiền rất là thông minh và một cái người nghệ sĩ trình diễn. Chỉ cần nhìn vào mắt anh thôi là em biết là phải làm gì. Cảm ơn em. Mặc dù anh là hỗ trợ em để em tỏa sáng. Nhưng mà cảm ơn em, mặc dù hai anh em mình chưa có tập giờ, không nay anh gặp em lần đầu tiên. Dạ, cảm ơn chia sẻ của anh Long Nhật. Bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe những nhận xét của ba vị khách mời còn lại. Thật sự thì Quốc Đại đã làm việc với Lê Thu Hiền nhiều lần. Và hôm nay thì em đã làm rất tốt. Giống như phong độ của em luôn luôn rất là ổn định khi bước lên sân khấu. Em luôn luôn biết mình phải làm gì ở sân khấu khi mà em đã bước những cái bước đầu tiên bước ra sân khấu luôn. Và em biết cách phối hợp cùng với anh Long Nhật mọi thứ rất là tuyệt vời. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Đại. Chị chúc mừng em. Trong bài hát này em chẳng những hoàn thành xuất sắc mà nãy giờ chị ngồi chị nổi da gà nữa. Tại sao mà có một cô bé mà hát một cái giọng ngọt ngào mà hòa quyện với anh Long Nhật như thế?
ngay cả cái diễn xuất cũng vậy nữa. Ca sĩ quan trọng nhất là khi mình ở trong bài hát đó, mình diễn theo bài hát, mình cảm xúc theo bài hát, cái đó nó cũng góp phần quan trọng. Chúc mừng em. Cảm ơn chia sẻ của chị Ngân Quỳnh. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, và những điều tuyệt vời sẽ còn ở phía sau. Nhưng mà trước hết, Khanh mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Như vậy là chúng ta đã được thưởng thức 8 tiết mục song ca của các nghệ sĩ khách mời cùng với các người chơi. Bây giờ Khanh sẽ công bố kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho 8 người chơi. Ở vị trí căn phòng số 1, Mạnh Nguyên. Bạn đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả là 93%. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với vị trí căn phòng số 2, Phương Thúy. Phần trăm bình chọn của khán giả dành cho Cao Phương Thúy là 89%. Chúng ta cùng tiếp tục với vị trí căn phòng số 3, Mơ Cát. Mơ Cát đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 77%. Chúng ta cùng đến với vị trí căn phòng số 4, Quang Tùng. Các khán giả tại trường quay đã dành cho Hồ Quang Tùng phần trăm bình chọn là 90%. Và bây giờ chúng ta cùng đến với vị trí căn phòng số 5. Phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Thạch Thảo là 91%. Cùng Khanh đến với căn phòng số 6. Các khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Lê Phạm Tiểu Bình số phần trăm là 88%. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là căn phòng số 7, Lê Thu Hiền. Các khán giả tại trường quay đã bình chọn cho Lê Thu Hiền với số phần trăm là 94%. Và vị trí căn phòng số 8, Minh Phương. Minh Phương đã nhận được số phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là, và đó là 88%. Thưa quý vị, đó là kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho 8 người chơi. Xin chúc mừng căn phòng số 1 và căn phòng số 7. Lê Thu Hiền, bạn đang nhận được 94% và Mạnh Nguyên là 93%. Như vậy thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt với 6 người chơi còn lại. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian đến với Song Ca Giấu Mặt. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta cũng biết được hai người chơi có số điểm cao nhất, đó chính là Mạnh Nguyên và Lê Thu Hiền. Và như Khanh đã chia sẻ, mỗi bạn đến với chương trình này đều đã chuẩn bị sẵn cho mình một ca khúc. Theo như luật, người chơi nào có số điểm bình chọn của khán giả cao hơn thì chúng tôi sẽ lựa chọn ca khúc đó dành cho phần song đấu này. Và theo như kết quả thì Lê Thu Hiền, chúng tôi sẽ sử dụng ca khúc mà bạn mang đến. Bạn đã mang đến chương trình ca khúc gì? Dạ, em mang đến với chương trình ca khúc Biển Tình ạ. Biển Tình. Bây giờ cho Khanh hỏi là Nguyên, bạn mang đến bài gì? Dạ, bài Giận Hờn ạ. Giận Hờn. Bây giờ sẽ là thời gian để cho Lê Thu Hiền và Mạnh Nguyên chuẩn bị cho tiết mục Biển Tình.
tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì trên đầu núi mây xanh xanh, xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay trần gian. Đời em sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Thật quá trời ơi. Sóng vô từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Trăng nhô lên cao, trăng gác trên đầu núi, mây xanh xanh lơ vì đắm say tình mới. Đến đây với em mà ngỡ trong giấc mơ, mắt em âu sầu là cả một trời thơ. Không gian im nghe nhịp đôi tim hẹn ước, mong sao tương lai đường trắng ta cùng bước. Siết tay dắt nhau mình lánh xa thế nhân, lánh xa ưu phiền đắng cay. Sẽ đẹp vì có anh, ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Xuất sắc. Hay quá. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức màn song đấu của Lê Thu Hiền cùng với Mạnh Nguyên trong một sáng tác rất quen thuộc của nhạc sĩ Lam Phương, ca khúc Biển Tình. Và bây giờ sẽ là thời gian của khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như lựa chọn tiếng hát của Mạnh Nguyên, quý vị sẽ nhấn phím A.
Nếu như lựa chọn cho tiếng hát của Lê Thu Hiền thì nhấn phím B. Thời gian của quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Thời gian bình chọn dành cho hai tiếng hát đã kết thúc. Bây giờ trước khi mà chúng ta biết kết quả thì Khanh rất muốn biết cảm xúc của bốn khách mời như thế nào sau khi thưởng thức ca khúc rất lãng mạn vừa rồi. Hồi nãy giờ chị với Quốc Đại với anh Nhật với lại Sĩ Luân nhìn nhau mà phải xít xoa luôn á. Khi hai em á cất tiếng hát lên rồi là không có làm cho bốn người này thất vọng một chút xíu nào hết. Yeah. Phải công nhận là quá tuyệt vời. Hai bạn có chất giọng trùng với nhau, chúng ta cùng một thể loại và các bạn có cái kinh nghiệm xử lý ca khúc. Vì đây là ca khúc của nữ mà, tông của bạn nữ chọn và đây là bài hát thế mạnh của bạn nữ, hơi khó cho bạn Nguyên. Tuy nhiên đây là một cái mà chúng tôi thấy được là bạn xử lý ca khúc thế nào đối với một ca khúc khác. Và bạn nữ thì mình hát bài hát mình bung hết cỡ ra như thế nào. Và rất hay là hai bạn hòa quyện với nhau, đến cuối cùng bài hát rất mượt mà. Thật sự là khi anh thấy là Hiền và Nguyên là cao điểm nhất, anh nói ôi nếu mà hai giọng này mà kết hợp thì chắc sẽ ra một cái bản song ca rất là tuyệt vời, bởi vì một giọng nữ cao và một giọng nam trầm. Và khi hai em biểu diễn thì rõ ràng cái giọng bạn nam như là một cái nền thật là vững chắc, rất vững chắc trong từng câu từng chữ. Mặc dù đây là một cái bài là em bị thiệt nhưng mà em Mạnh Nguyên đã làm rất là tốt cái vai trò của mình, bởi vì đây là không phải là cái bài em chọn. Và anh cũng rất là thích cách chọn bài của Hiền, và em cũng đã chịu lép một xíu để tạo một cái bài song ca tuyệt vời như vậy. Anh cảm ơn hai em rất nhiều. Làm cái số phần như sau á, từ những Quốc Đài chọn Mạnh Nguyên và Lâm Nhật chọn trùng ngay Thu Hiền. Anh hay nói với Quốc Đài là anh yêu thì hạ Quốc Đài lắm, bởi vì Quốc Đài hạt rất lịch sự. Anh thích cái từ lịch sự. Thì Mạnh Nguyên em y chang như Quốc Đài, em hiền lành, em lịch sự, em lịch lãm. Nếu như Thu Hiền y chang anh ông Nhật, tráo chuột từng chữ ngọt ngào, hai em đã tạo một bản song ca và đến với chương trình. Cảm ơn hai em, cảm ơn Thu Hiền đã chọn bài này. Một lần nữa cảm ơn những chia sẻ của các nghệ sĩ khách mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho Mạnh Nguyên cũng như Lê Thu Hiền là bao nhiêu. Mời quý vị cùng nhìn lên màn hình. Trước mắt chúng ta là 51% và 49%. Tên nhận được 51% sẽ là người chiến thắng. Và đó là Lê Thu Hiền hay là Mạnh Nguyên đấy ạ? Là Lê Thu Hiền với 51% là được bình chọn của khán giả tại trường quay. Chúc mừng bạn. Chúc mừng Lê Thu Hiền, bạn đã nhận được phần thưởng của chương trình là 10 triệu đồng. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy.
biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi, ngồi đánh thương bóng thương hình, ngồi đánh tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Sao anh nhớ em thế này, tiếng nhớ đông đầy trong lòng mặt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỏi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển sông, gồm bốn phương trời xây thành lưới. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng em hiển nhiên chiếm ngự hồn anh. Ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi, ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn tiêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Những lúc đón đưa trong đời
ân tình tựa như mây cao, hay chỉ là trống chim bao, còn thương tiếc chi ngày nào. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đành đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi. Khôn nguôi đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi. Ân tình rồi đây ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi. Thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm trong dĩ vãng cơn mơ gọi mời. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao xa, duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Buồn ơi thôi
tôi ngừng tiếng. Mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm, mưa rơi gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường khuya vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn quá, mưa đêm sầu riêng ai, buồn ơi đến bao giờ. Mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai. Biết người xưa có còn nhớ hay quên, duyên ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi đừng rơi, mưa cho tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta diều nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Mưa ơi, mưa ơi, mưa gieo sầu nhắn thế, mưa nhớ ai. Biết người xưa có còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u hoài, đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Mưa buồn ơi thôi ngừng rơi, mưa cho tiếng nhạt buồn triền miên. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Đêm nào chốn đây ta dìu nhau, trao muôn ngàn lời thơ, chưa mong đến kiếp nào. Những ngày mà Sài Gòn trang hoàng lấp lánh để đón mừng Giáng sinh như thế này thì chúng ta vẫn thường hay ngồi quây quần bên người thân và bạn bè của mình, cùng chúc nhau về những điều tốt đẹp và cùng nghe những bản nhạc vui. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người miệt mài với những cuộc mưu sinh. Anh chàng bán kẹo kéo Mạnh Nguyên có chia sẻ là dường như từ đó tới giờ anh chưa bao giờ mà có một mùa Giáng sinh đúng nghĩa hết. Nhưng khi mà mọi người quây quần bên nhau, anh được mang tiếng hát của mình để góp vui cho mọi người, thì bản thân anh cũng thấy có thêm được một phần hạnh phúc. Hẹn nhau năm tới
khi Giáng sinh về muôn nơi, mình trao cho nhau hoa lòng nhân cưới thiệp hồng, dìu nhau xem lễ đêm đông, bên nhau muôn đời em ơi. Cầu cho ta mãi bên nhau. Đêm nay giáo đường vang tiếng khinh cầu, nơi xưa mình anh đứng không thấy bóng em đâu. Nửa đêm tan lễ bước anh bơ vơ trở về, chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô. Rồi Noel qua, bao mong ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thêm đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Rồi Noel qua, bao mong ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thêm đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Rồi Noel qua, bao mong ước cũng qua rồi, gặp nhau chỉ để thêm đau, yêu nhau sao đành xa nhau. Sẽ buồn hơn mấy cội
mai già, và mùa xuân quên mặt áo mới. Hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em tình yêu rất lạ. Dù sao anh cũng về, mộng xuân đã chín đỏ, bàn tay nắng niu hoa cúc, bàn tay hiu hắt giọt lệ sâu. Em có nghe trời vào xuân chưa, bên sông từng giọt nắng vàng chợt lứa thưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Lời tình đông đưa theo gió, mình yêu nhau mấy tuổi xuân rồi. Biết bạn lòng ơi trao trả môi người cười, vì hai lối mộng hai hướng trông, mình thương nhau chưa trót thì chớ mang nỗi buồn theo bước đời, cho dù chưa lần nói. Nhưng nếu còn đẹp bên nhau, nhẹ đi vào sâu, gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng, ta dừng nơi bên mộng. Bao lần đi gói mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến đây chỉ còn bờ mi khép kín. Giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhớ để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng nửa đường đêm. Đẹp vì nhau xin nhẹ đi vào sâu, gửi thương tiếc nhiều đau bấy nhiêu, mình chia tay đi nhé, để chốn nào với chiều mưa gió lòng, ta dừng nơi bên mộng. Bao lần đi gói mỏi chân mòn, tâm tư nặng vai gánh, đường trần cho đến nay chỉ còn
bờ mi khép kín, giấc ngủ nào quên, giấc ngủ nào gọi tên. Thôi nhắc nhở để mà chi, quay về xưa làm gì. Giờ hai lối mộng hai hướng đi, niềm ưu tư tôi đếm, từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng nửa đường đêm. Từng bước trên phố nhỏ đau gót mềm, sao dùng nửa đường đêm. Buồn như
đơn buồn ngồi bên sông thương trông bóng anh ngoài mưa mà nhớ người thương nhớ anh chiều về giăng lối người yêu xưa nay đã cách xa rồi còn trong tôi bao nhung nhớ ta thầm rơi trong đời còn trong tôi bao nhung nhớ ta tới mưa kỷ niệm mưa thầm rơi trong mắt người xưa
bao lần khóc ngước vai tôi trong những đêm nghẹn ngào. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối, bóng một hôm có thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn ngào. Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương như quên vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ lòng. Cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa.
thiết chi một đêm rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho em hay lệ này cho anh khi mộng ngược không thành. Ngày buồn còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh không rơi bên. Biết anh sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời. Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời, anh ơi bao giờ nhớ thương này nguôi. Là hôm tiễn anh về nơi cuối trời, những hình ảnh
của tim vào lòng đêm. Những kỷ niệm cho nhau nếu mắt đi xin đừng quên. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm dần những giọt mưa cuối cùng. Nguyên vừa nhận được cái phiếu chờ của chương trình thì Nguyên rất là mong đợi mình được sẽ được vô vòng bán kết. Và khi được vô vòng bán kết rồi thì Nguyên thấy rất là vui. Và từ đó Nguyên phấn đấu từ từ lên. Mà mình cũng không nghĩ mình vô được tới vòng này. Mình rất là hạnh phúc và hãnh diện về bản thân. Vậy là những giận hờn đã mang mình đi về hai hướng. Đừng cứ mãi dùng dằn với luyến lưu để tìm đến một cuộc tình đã lỡ. Tôi vẫn nhớ hoài cái ôm thật chặt của cô gái dành cho người yêu trong đêm cuối cùng tiễn biệt. Màn đêm tĩnh lặng đến rợn người. Và những con người còn yêu nhau thì thôi, xin đừng gieo thêm những lời cay đắng nữa. Từ mai, xin được làm người xa lạ, nghe em. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mất rồi. Còn gì đâu em, thôi đừng đến đắng cay thêm. Đón đường ta đi còn dài lệ thế. Đời nhiều đam mê xuôi bước chân quên về nên nỡ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu đương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em, nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi. Thôi nhé quên trong đời, còn có yêu xin hãy làm người lắng nghe.
Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để từng đêm thâu ôi thương nhớ chẳng sao. Thôi về đi em, về đi em, một lần này hết rồi. Cuộc tình đôi ta em coi như xa lạ, bởi nhầm yêu đương ta bỏ ta chán trường. Còn gì đâu em nhắc nhở chi cho thêm buồn. Còn gì đâu em, thôi đừng đến xót xa thêm. Còn gì đâu em, còn gì đâu em, còn gì đâu em, xa cách nhau xa rồi, thôi nhé quên trong đời. Còn có yêu xin hãy làm người lắng nghe đối với Trung thì Mạnh Nguyên là một anh chàng rất là dễ thương và hiền, nói chung là rất là có cảm tình ngay từ cái lần gặp đầu tiên. Nguyên hát với Nguyên Trung cũng như là bạn bè, Nguyên chả nghĩ đối thủ gì cả. Giọng hát của Nguyên thì rất là đặc biệt, rất là hay, rất là tình cảm, nhưng mà hơi nhỏ hơn so với giọng của Trung. Nói chung ra chỉ cần Nguyên thể hiện bài hát hết cái cảm xúc của mình, tự tin là Nguyên vui rồi. Đến với dòng nhạc trữ tình Bolero, người ta dễ dàng tìm thấy một con đường trở về từ nỗi nhớ quê da diết, từ tâm tư giao điệu nơi người viễn xứ, và từ những vòng tay đan xiết của tình yêu, từ những dòng sông, bến nước, khoảng trời quen thuộc. Và tại đó thì tình yêu quê hương luôn được đông đầy bằng thứ phù sa cảm xúc để nồng nàn và tha thiết nhất. Còn tình yêu uyên ương luôn long lanh như vầng trăng soi đáy nước. Tình bạn, tình đồng giao, chao động nhịp nhàng. Những nhạc phẩm được viết nên từ những tình cảm đẹp như vậy thì hỏi làm sao mà không dễ dàng bắt nhịp lòng giao cảm tri âm giữa người viết và người nghe để sống mãi đến những năm tháng về sau. Nhạc sĩ Lâm Hoàng, người nhạc sĩ mà từ những ca khúc đầu tiên ông đã mang đậm đặc một dáng hình và tình cảm quê hương như là Tình Mùa Đông Xứ Lạ, Tình Người Việt Nam. Và một nhạc phẩm được viết ra trong giai đoạn ấy, Chỉ Có Bạn Bè Thôi, sẽ đến với chúng ta ngay sau đây qua phần thể hiện song ca của hai thí sinh Nguyên Trung và Mạnh Nguyên. Chú. Ờ, bạn Nguyên, hôm nay đi bán qua đây hả? Khỏe không? Ờ, khỏe. Mà sao rồi? Tự nhiên lâu ngày mới gặp mà sao giờ tự nhiên thấy ngồi đây mà thấy buồn quá vậy? Ờ, tại vì có xíu việc cho nên ra đây ngồi cho nó thư giãn đầu óc xíu, chứ tôi làm trong văn phòng mà. Thư giãn đâu không thấy mà sao thấy cái bộ người yêu phải không? Chuyện người yêu đúng gì? Đâu có đâu. Được rồi, chuyện này để tôi lo cho. Bạn bè xa nhau chưa bao lần gặp lại, kỷ niệm ngày xưa sao nói hết cho vừa. Anh ở phương xa, tôi người nơi
đời đổi thay cho mình thương mến nhau. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình ôn lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ. Gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ, đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Kể chuyện ngày xưa bao năm dài miệt mài, mình ngồi bên nhau chưa dám nói nên lời. Thương tiếc cho nhau hai tâm hồn thơ dài, để rồi xa nhau mang nặng mối tình sâu. Đêm nay tôi ngồi một mình lại chuyện ngày xưa mà lòng nghe vẫn vương. Mơ sao tiếng hát câu hò thương người em nhỏ bây giờ ở đâu. Tình cờ hôm nay tôi nghe lòng hoang dại, gặp lại người xưa bao năm tháng mong chờ, đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây chỉ có bạn bè thôi. Đau xót cho ai bây giờ em xa lạ, đành hẹn từ đây. Nói chung cảm thấy rất là thoải mái và rất là hài lòng về phần thi của mình vừa thi xong. Trung thấy hai người đều hoàn thành tốt cái phần thi của nhau, và thật sự hát cái bài hát này với tâm lý rất là thoải mái. Đó là người bạn của mình và hát như là kể chuyện cho mọi người nghe. Qua phiên đá xanh xao
con đường mòn hun hút mắt em sâu, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa mau. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao, con đường buồn hun hút gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa xa. Mưa tuôn trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa như nước mắt đêm nào, mưa len ước gót xuân rồi mưa. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay, con đường buồn hun hút đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên cao. Phiên đá xanh xao, con đường mòn hun hút mắt em sâu, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa mau. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa ướt lá trên cao, con đường buồn hun hút gió kêu ca, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ mưa xa. Mưa tuôn trên đá khô mòn, mưa rơi trên bước em về, mưa nhìn nước mắt đêm, mưa lên nước gót xôn rồi mưa. Anh dìu em về đường về nhà em, mưa lất phất mưa bay, con đường mòn hun hút đã xanh xao, mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên cao. Mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên cao. Mưa nhạt mưa nhỏ mưa đổ trên cao. Ngày nào tay trong tay
giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi nồng, đêm dài lộ luyến nghẹn ngào trong thương nhớ vì mãi bước theo chồng. Em sang ngang rồi chôn kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lê sầu thắm ướt đôi môi. Xin em một lời cho ước nguyện tình sau cuối, yêu đương không tròn thôi giá từ đi em ơi. Người ơi khi cố quên là khi lòng nhớ thêm, dòng đời là chuối tính nhớ, mơ vui là lúc ngàn đắng cay sẽ tâm. Tàn điếu thôi khóc chi trời mưa buồn hát nhiều, lòng mình thầm nhớ dĩ vãng, đau thương từ lúc vừa bước chân vào đường yêu. Đêm mấy mưa rơi nhiều, giọt mưa tan tát mưa chân người đi, buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly. Nghe tim mình giá buồn, hồi côi sẽ nát không gian, xót thương vô vàn. Nhìn thêm bóng tàu dần khuất trong màn đêm, thôi hết rồi người đã xa. Ta cùng chung lối, ôi kỷ niệm ngày đầu bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sâu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chi dừng nhớ. Cuộc đời từ đây u buồn ngàn trái, để mình anh đắng cay. Em biết cho chăng nên không còn thương nhớ đầy. Chẳng yêu người, chỉ vui với cuộc đời đây đó, chỉ vui với bạn bè sương gió. Tôi không còn thương nhớ đến ai. Say giấc mộng bản đồ yêu chẳng chung, từng ngày qua phố áo em chẳng cả đường về, lá thư ước mong học cho mối tình xanh như khúc hát.
để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng ra từ ngày em tay áo hoa pháo đỏ rìu non có ai nát cả cõi lòng. Đừng nhìn em bước bên chồng, hai mươi năm cuộc bồng dở dang khắc sâu bóng nàng lắm trong cung đàn. Em giờ ở đâu hận vui duyên mới, hai mươi năm cuộc rượu còn quên đi người say hoài sầu không vơi tình duyên ta tiên. Tình xưa ấy
thương đắng cay. Giờ thưa quý vị, là lúc mà chúng ta sẽ đến với những giờ phút quan trọng của đêm nay. Cảm ơn các người mẫu. Và xin mời ba chàng trai chúng ta sẽ đứng lại gần hơn. Thưa quý vị, mỗi chúng ta hẳn đều sẽ có một quán quân trong lòng của mình. Nhưng quán quân của solo cùng Bolero mùa thứ tư năm 2017 thì chỉ có một mà thôi. Và... đúng vậy thưa quý vị. Và năm nay, mùa giải thứ tư, chúng ta sẽ có một quán quân và hai á quân. Á quân 1 và Á quân 2. Chúng ta cùng đến với giờ phút hồi hộp nhất đêm nay thưa quý vị và các bạn. Á quân 2. Số điểm từng phần, phần thi đơn ca của Á quân 2 là 29,25 điểm. Phần thi liên hoàn đấu của Á quân 2 là 29 điểm. Tổng điểm chung cuộc của Á quân 2 là 58,25 điểm. Và số điểm này đã thuộc về một tràng vỗ tay chúc mừng một hành trình khởi tạo nét riêng Nguyên Trung. Và xin được trân trọng kính mời đại diện nhà tài trợ ông Lê Nguyễn Đức Khôi sẽ trao hoa và kỷ niệm chương cho Á quân 2. Mời Nguyên Trung bước lên phía trước ạ. Rất tuyệt vời phải không ạ? Và hy vọng rằng là đây chỉ là bước khởi đầu để Nguyên Trung có thể tiếp tục cất cao tiếng hát của mình để phục vụ quý vị khán giả gần xa. Và đừng quên hãy tiếp tục theo dõi và ủng hộ cho chàng trai này quý vị nha. Thưa quý vị, giải thưởng của Á quân 2 sẽ là 30 triệu đồng. Và bây giờ đây, hãy cùng dành những tràng pháo tay cho Nguyên Trung. Và lúc này xin mời Thiên Bảo và Mạnh Nguyên chúng ta bước lên phía trước được không ạ? Thưa quý vị, chúng tôi có hai số điểm dành cho hai ngôi vị cao nhất, quán quân và Á quân 1. Hai số điểm lần lượt là 58,5 và 59,5 là số điểm tổng điểm chung cuộc. Vậy
quý vị có muốn biết số điểm từng phần không ạ? À? Số điểm đơn từng phần đơn ca của Á quân 1 là 29,5, liên hoàn đấu của Á quân 1 là 29, đơn ca của quán quân là 29,75 và liên hoàn đấu của quán quân là 29,75. Hai số điểm chênh lệch nhau rất ít, thưa quý vị, chỉ có một điểm mà thôi. Và số điểm cao nhất đã thuộc về là ai ạ? Thưa quý vị, đó chính là Mạnh Nguyên. Như vậy thưa quý vị, Á quân 1 của Solo cùng Bolero 2017 mùa giải thứ tư đó chính là Thiên Bảo thưa quý vị. Quá tuyệt vời. Và lúc này cái cảm xúc rất là khó diễn tả phải không ạ? Họ chính là anh em thưa quý vị, họ chính là anh em. Và tin chắc rằng là sau cuộc thi này họ sẽ cùng hỗ trợ cho nhau nữa để cống hiến thưa quý vị khán giả. Chúng ta cùng đến ngay với nghi thức vinh danh cho Á quân 1 năm nay thưa quý vị. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Nguyễn Đức Khôi, đại diện nhà tài trợ, sẽ trao phần thưởng và cũng như là cúp lưu niệm cho Á quân 1 của cuộc thi, giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Thưa quý vị, rất xứng đáng phải không ạ? Quá xứng đáng thưa quý vị. Và Thiên Bảo chắc chắn sẽ còn được quý vị yêu mến nhiều 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 hơn nữa thưa quý vị. Một tràng vỗ tay thật lớn lên chào đón áo quân 1 của Solo của Bolero mùa giải thứ tư. Xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và cái lúc này xin mời Mạnh Nguyên ơi, bạn bước lên phía trước đi nào. Và xứng đáng nhận những tràng vỗ tay của quý vị khán giả thưa quý vị. Xin mời lên sân khấu ngay lúc này thưa quý vị, tổng điều hành công ty truyền thông Khang, ông Vũ Thành Vinh sẽ lên trao cúp quán quân cũng như hoa và phần thưởng trị giá 200 triệu đồng cho quán quân Solo cùng Bolero. Quá tuyệt vời thưa quý vị, họ đã trải qua một hành trình đầy cảm xúc và lúc này hoàn toàn xứng đáng với những giọng ca và những gì họ đã mang lại trong suốt chặng đường của Solo cùng Bolero mùa giải thứ tư. Trao vỗ tay thật lớn, sự chuyển giao rất tuyệt vời từ Quỳnh Như. Cảm ơn Quỳnh Như. Và một trao vỗ tay nữa chúc mừng Mạnh Nguyên. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta hãy dành những trao vỗ tay thật lớn để vinh danh ba ngôi vị cao nhất của Solo cùng Bolero 2017. Thưa quý vị, Solo cùng Bolero năm 2017 đã đi qua một hành trình quá tuyệt vời và để lại thật nhiều kỷ niệm trong lòng quý vị khán giả. Một lần nữa chúng ta xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và sự ủng hộ dành cho tất cả các thí sinh của chúng tôi. Xin được cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Khang đã tổ chức mùa giải Solo cùng Bolero. Và thưa quý vị, sau khi chương trình Solo cùng Bolero, mời quý vị cùng đón xem một chương trình hấp dẫn khác cũng liên quan đến dòng nhạc Bolero, Vui Xuân cùng Bolero. Mời quý vị đón xem tập 1 Vui Xuân cùng Bolero được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2018 nhằm mùng 4 Tết Mậu Tuất. Và nhân đây một lần nữa xin gửi đến toàn thể quý vị lời chúc năm mới an khang, hạnh phúc và vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại.